Bí mật của chú gấu đáng yêu Pepo và sự thật với băng hải tặc mũ rơm khiến nhiều fan ngã ngửa. Chào các bạn khán giả của Góc nhìn tuổi thơ. Bộ truyện tranh quen thuộc của bao bạn trẻ được viết bởi tác giả Eiichiro Oda. Bộ truyện gây sức hút mạnh ở mọi góc độ, từ những cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú cho đến tính cách của từng nhân vật trong truyện cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Dường như mọi câu chuyện đều đồng lòng các fan hâm mộ, thế nhưng vẫn còn nhiều chi tiết thú vị trong bộ truyện mà nhiều người không để ý tới. Và có lẽ, nhân vật khiến khán giả thích thú nhiều hơn cả đó là chú gấu Pepo trong cả series One Piece. 1. Pepo là một chú gấu yếu đuối. Pepo lần đầu xuất hiện trong One Piece chương 498 dưới hình dạng một chú gấu trắng hoặc gấu Bắc Cực theo báo cáo của Hải quân. Cậu ta tỏ ra khá nhạy cảm và rất dễ bị suy sụp khi mọi người kỳ thị. Tất nhiên rồi, Pepo là một chú gấu biết nói cơ mà phải không nào? Đồng đội của Pepo cũng có đôi lúc cho rằng cậu ta rất yếu đuối, chỉ biết khóc mỗi khi bị mắng chửi mà không vùng lên chống lại. Cứ xem lại cái cách mà Pepo phục tùng hoàn toàn trước mặt Paul Hancock là biết rồi đấy. 2. Nhưng cậu ta lại rất giỏi võ và còn là một hoa tiêu hẳn hoi. Hiển nhiên, Pepo xuất thân từ tộc Minh. Điều này giúp cho cậu ta trở thành một chiến binh đúng nghĩa. Thêm vào đó, Pepo cũng có thể biến đổi thành dạng su long mỗi khi trăng tròn. Tiếc là chúng ta chưa được nhìn thấy mà thôi. Pepo tỏ ra rất giỏi ở các kỹ năng cận chiến, cộng với thể lực là ưu điểm của tộc Minh. Pepo có thể dễ dàng hạ gục đám lính lác cấp thấp của hải quân. Mặc dù vậy, Pepo không đủ khỏe để có thể đánh bại Pasita thời điểm trước Tham Kiss. Pepo là hoa tiêu của băng hít như chúng ta đã biết. Cậu ta có lượng kiến thức nhất định đủ để chèo lái con thuyền trên đại hải trình. Đáng nói là, theo những khung tranh mà Pepo xuất hiện, chúng ta không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Long Post, món đồ mà bất kỳ hoa tiêu nào cũng phải có. Phải chăng cách tìm đường của loài gấu có chút khác biệt? 3. Pepo có một mối thù lớn với Big Mom. Lúc bé, Pepo có một người bạn tên là Zeppo. Người anh này cũng như Ace đã ra khơi từ sớm để chinh phục biển cả. Zeppo gia nhập vào băng hải tặc Nos cùng với Pedro và Pocon. Họ lên đường tìm kiếm những miếng Penolin. Thế nhưng, sóng gió đã làm nhụt ý chí của các đồng đội Zeppo, lần lượt từng người bỏ đi hết. Chỉ còn lại Zeppo và Pedro vẫn tiếp tục cuộc hành trình. 10 năm sau khi bắt đầu, Zeppo và Pedro chạm chân tới Totolan và hội ngộ cùng với Pecom, người đã gia nhập vào băng hải tặc Big Mom. Zeppo và Pedro vẫn nung nấu ý định muốn tìm kiếm Penolin và phiến đá của vị tứ hoàng này là thứ mà họ không thể bỏ qua. Bị bắt lại khi đang cố gắng trộm phiến đá, Zeppo và Pedro đều phải chịu đựng hình phạt từ Big Mom. Bà ta đã lấy đi 100 tuổi thọ của Zeppo khiến cho anh ta phải chết. Chưa rõ liệu Pepo đã biết được sự thật này hay chưa, nhưng thật đáng buồn là hai anh em không được hội ngộ lần nữa. 4. Người bạn từ thuở thời thơ ấu của Law. Pepo đã làm bạn với Law từ rất lâu rồi. Vào năm 8 tuổi, Pepo trèo xuồng khỏi du để tìm đến Zeppo, nhưng cậu ta bị sóng cuốn trôi. Sau này, Pepo lên một chiếc thuyền tìm về biển Bắc và vô tình lang thang tại đảo Sawalo. Có hai cậu bé khác là Sachi và Pegui đã bắt gặp và bắt nạt Pepo. Chính lúc ấy, Law đã tiến tới và giải thoát cho Pepo. Sau này, cả Pepo, Sachi và Pegui đều gia nhập vào băng hải tặc Hiss của Law. Đến tận bây giờ, ba người họ đi đâu cũng có nhau. 5. Chú gấu đáng yêu và là nhân tố gây cười của băng hải tặc Hurt. Pepo khiến người đọc liên tưởng tới Ushers bởi cả hai đều rất hài hước. Thậm chí, có vẻ như tác giả Oda cũng ủng hộ liên tưởng này bằng cách cho cả Pepo và Usopp vào trong tấm truy nã của Law và Luffy. Họ đều xuất hiện rất nhỏ ở góc bên trái, quay lưng lại với người xem. 6. Pepo là hải tặc có mức truy nã thấp thứ nhì. 500 berry là mức tiền truy nã của Pepo. Chi tiết này đã được hé lộ trong một buổi triển lãm của One Piece. Nhiều fan khá bất ngờ vì trên thực tế thì khả năng chiến đấu của Pepo không phải yếu. Thậm chí, khi kích hoạt trạng thái su long, cậu ta cũng có thể trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng, có vẻ chính tính cách hiền hòa, thân thiện đã làm cho hải quân hiểu lầm rằng đây chỉ đơn giản là con thú cưng của Law mà thôi. Hoặc cũng có thể, trong One Piece, hải quân kỳ thị động vật chăng? Và đó mới chỉ là một số thông tin được các fan tìm ra về Pepo mà thôi. Nếu như bạn đọc có nhận được điều gì đặc biệt về chú gấu cute này, hãy chia sẻ ngay với chúng tôi nhé! Và tiếp tục trong video này, chúng ta cùng khám phá những điều thú vị của băng hải tặc mũ rơm. 1. Luffy chưa từng giết một ai. Luffy mũ rơm là thuyền trưởng của băng hải tặc đi từ vô danh cho đến làm mưa làm gió trên biển. Từ một tay hải tặc vô danh trở thành tên hải tặc với số tiền truy nã lên đến hàng trăm triệu berry. Chiến đấu với bao tên hải tặc có số má trên biển. Ấy vậy mà Luffy chưa từng giết hại bất cứ một kẻ thù nào khi đối đầu với mình.
Thất bại đối với một hải tặc trong một trận chiến xem như là cái chết đối với hắn, nên cậu không bao giờ xuống tay giết hại bất cứ ai. 2. Món ăn khó ưa của từng thành viên trong băng mũ rơm. Có khi nào bạn tò mò rằng họ ghét ăn những thứ gì không nhỉ? Đến một ngày, một người phàm ăn như Luffy cũng có món ăn để mà ghét cơ mà. Và góc nhìn tuổi thơ, xin gửi đến các bạn một menu các món không thích của từng người nhé. Không phải món nào cũng xơi được. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với thuyền trưởng Luffy. Lần đầu tiên trong truyện chúng ta thấy anh chàng này chia một món ăn dở, đó là bánh hoa anh đào trong chương 223. Lần đụng độ với thuyền trưởng dâu đen Zeus ở quán ăn. Trong khi Zeus hết lời khen ngợi món ăn này, thì Luffy lại chê món ăn này dở tệ. Thực sự khi làm video này, chúng tôi cũng mong được nếm thử món đó, xem nó như thế nào mà một người phàm ăn như Luffy lại có thể chê dở được. Kẻ nói ngon, người chê dở. Kiếm sĩ Zoro không thích đó chính là món sô-cô-la, đơn giản vì nó quá ngọt. Anh ta chỉ thích bia và các món nhắm mặn thôi, còn các món ngọt thì anh chàng này không thích. Trong đó sô-cô-la lại ngọt vô cùng nên anh chàng ta rất ghét. Chopper, cậu bác sĩ bé bỏng của chúng ta, lại hoàn toàn trái ngược với Zoro. Zoro không thích ăn ngọt, còn Chopper lại rất thích ăn ngọt. Nên những món cậu ta ghét thường không có vị ngọt là cậu ta sẽ không thích ăn. Robin, với nhà khảo cổ này thì món khiến cô ta không thích đó là kẹo cao su, bởi vì một lý do rất đơn giản và hiển nhiên là nó không thể nuốt nổi. Brook, anh chàng này lại rất ghét chanh. Lý do là do mặt của anh chàng này không thể nhăn lại, mà ăn chua thì mặt phải nhăn thì mới đúng phong cách, bởi vậy anh ta ghét ăn chanh luôn. Nami, món cô nàng này không thích đó chính là một loại kẹo cam với sô-cô-la đen. Với lý do là cô ta thích ăn trái cây theo đúng với ý nghĩa là ăn trái cây, chứ không phải pha trộn bất cứ thứ gì. Các bạn có theo dõi bộ truyện chắc cũng hiểu lý do rồi nhỉ? Usopp, xạ thủ của chúng ta thì lại cực kỳ ghét các loại nấm, vì anh chàng này có một ký ức không quá mặn mà với nấm. Vì nấm mà anh ta bị ngộ độc một lần nên kể từ ấy ghét luôn cả dòng họ nhà nấm. Frankie, không thích ăn các loại kẹo dẻo, đơn giản vì kẹo dẻo thì không chắc chắn. Không chắc chắn thì đối với một cơ thể máy không an toàn chút nào hết, nên ghét cũng là điều đương nhiên thôi. Sanji, cuối cùng là anh chàng đầu bếp đa tài của chúng ta. Anh ta ghét loại thịt đông vì nó không đem đến dinh dưỡng cho người ăn. Điều đó là tối kỵ với một đầu bếp chuyên nghiệp như anh ấy. 3. Nami trong ý tưởng ban đầu khác với bây giờ. Trước khi viết bộ truyện One Piece, tác giả đã lên hình tượng các nhân vật từ 2 năm trước. Và một trong những điểm khác biệt nhất đó chính là nhân vật Nami. Ngay ý tưởng ban đầu của tác giả thì cô không phải là một hoa tiêu gợi cảm như bây giờ, mà là một nữ chiến binh cầm rìu. Hình tượng Nami lúc đầu, bây giờ khi nhắc lại cho độc giả, nhiều độc giả đã nói cảm ơn trời tác giả đã thay đổi ý tưởng, chứ không thì Nami sẽ về đâu, một hoa tiêu tài năng và đầy gợi cảm. 4. Vòng 1 của Nami và Robin ai to hơn? Tuy hơi bựa xíu nhưng đây là một trong top 10 câu hỏi được hỏi nhiều nhất liên quan đến One Piece, nên chúng tôi cũng xin mạn phép đưa vào luôn vì nó cũng khá là thú vị. Ai to hơn? Và câu trả lời là vòng 1 của Robin to hơn của Nami 2cm. Đây là câu trả lời chính xác của tác giả Oda tiết lộ trong SBS của tập 68. Cụ thể, số đo bao vòng của hai mỹ nữ trên là như sau. Nami 98, 58 và 88, còn Robin là 100, 60 và 90. Vậy kết luận là bao vòng của Robin đều to hơn của Nami nhé. 5. Lý do tăng 1 triệu belly cho Robin. Từ năm 8 tuổi, mức chi não của Robin đã cao ngất ngưỡng đạt 79 triệu belly. Cho đến khi gia nhập băng mũ rơm thì số tiền được chính quyền của chính phủ thế giới tăng lên đến 80 triệu belly, nghĩa là tăng hơn 1 triệu belly so với năm 8 tuổi. Con số 1 triệu belly không có nghĩa là mức độ nguy hiểm của Robin tăng lên, mà mục đích của việc số tiền truy nã lại vô cùng đơn giản là để cập nhật ảnh truy nã mới nhất của cô nàng. Lệnh truy nã tăng 1 triệu belly của nhóm Robin. Do ngoại hình bây giờ đã quá khác lúc trước, nên việc thay đổi ảnh truy nã là điều cần thiết. Bởi vậy, chính quyền đã quyết định tăng tiền truy nã để update cho cô nàng avatar mới tinh. 6. Mỗi thành viên đều có lá cờ hải tặc riêng. Thật vậy, nếu tách ra làm từng băng hải tặc riêng, thì tất cả các thành viên đều có cho mình một lá cờ hải tặc riêng. Biểu tượng hải tặc của từng thành viên, đó là trong chuyện, còn ngoài đời thì những lá cờ ấy mang tính chất thương mại là chủ yếu. Do các công ty đồ chơi, hàng hóa cần có những biểu tượng ấy để in lên các sản phẩm của mình, nên tác giả đã thiết kế ra theo yêu cầu của họ mang giá trị thương mại. 7. Chopper luôn bị hiểu nhầm là thú cưng. Nói về mức độ dễ thương thì trong chuyện không ai có thể sánh ngang với bác sĩ Tony Chopper của chúng ta được. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, không ít lần cậu bị hiểu nhầm là thú cưng của băng mũ rơm. Chính vì vậy mà mức tiền truy nã của chính phủ thế giới dành cho cậu chỉ là 50 belly và về sau tăng lên 100 belly.
lệnh truy nã Chopper với giá 50 Bailey. Quả là sai lầm khi đánh giá thấp năng lực của Chopper, nhưng điều ấy khó tránh khỏi bởi cậu quá dễ thương, nhìn vào không có một chút nguy hiểm nào thì làm sao có thể truy nã được với giá cao chứ. 8. Cặp lông mày bá đạo của Sanji. Chắc hẳn bạn chưa bao giờ thấy hai bên lông mày của Sanji xuất hiện cùng một lúc phải không nào? Đây là nét đặc biệt của cậu ấy, nhưng đặc biệt nhất là cặp lông mày này xoắn cùng về một hướng. Cậu ta luôn để tóc che khuất đi một bên lông mày, đó chắc là một phong cách riêng rồi. 9. Ăn khỏe nhưng ngoại hình luôn khiêm tốn chỉ có thể là Luffy. Ăn nhiều nhưng vẫn có một vóc dáng nhỏ nhắn. Trung bình một ngày, Luffy ăn 5 bữa, ấy vậy mà vẫn thấp bé nhẹ cân. Trong nhóm, cậu chỉ cao hơn Nami và Chopper, nhưng lại ăn nhiều nhất nhóm. Và như cuộc sống của cậu thu bé lại chỉ bằng các bữa ăn. Nói vui vậy thôi, chứ chị em bây giờ khối người mong được như Luffy phải không nào? Ăn thả ga những gì mình thích mà vóc dáng không hề thay đổi. 10. Việc tắm rửa của cá băng. Trên một con thuyền lênh đênh trên biển, thì họ tắm rửa như thế nào? Nếu là con trai thì lại đơn giản, đằng này lại có cả hai mỹ nhân nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Trong chương 654, có đoạn Nami rủ Chopper tắm chung và đã nhận được một lời từ chối không thể dễ thương hơn như sau. Cách tắm bá đạo trên chắc chỉ dành cho Chopper vì cậu ta là động vật, còn các thành viên khác thì vẫn tắm rửa bình thường nhưng với tần suất rất chi là bá đạo. Với Luffy thì việc tắm rửa quá xa xỉ nên cậu một tuần chỉ tắm một lần là đủ. Zoro và Brook cũng vậy. Đối với Usopp, Chopper và Franky thì một tuần tắm gội 3 lần. Nami, Robin và Sanji tắm rửa hàng ngày cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Các bạn có suy nghĩ thế nào với những gì được nêu ở trên? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!